chuyên gia sẽ hướng dẫn các kỹ thuật trình bày cho cửa hàng tạp hóa và siêu thị mini, và chúng ta sẽ cùng thực hành làm một số dụng cụ từ thùng cắt tông cũ. Xin chào các anh chị và các bạn, tôi tên Tiền Gia Trí, hiện là giảng viên bộ môn tiếp thị thương mại. Hôm nay tôi đứng đây để xin giới thiệu các anh chị về cái cách làm sao trong một cái cửa hàng tiện lợi chúng ta có thể trưng bày hàng hóa một cách tối ưu nhất để chúng ta có thể bán hàng thuận tiện hơn. Bây giờ tôi xin phép được hướng dẫn các anh chị các cách trưng bày thực tế theo các nguyên tắc hồi nãy như thế nào. Trong một cửa hàng, chúng ta thường ít khi có cái bản hướng dẫn phân khu từng ngành hàng một để giúp cho người tiêu dùng mua hàng dễ dàng hơn. Theo thói quen của một người tiêu dùng, khi họ bước vào cửa hàng thì họ sẽ tìm cái nơi mà bán hàng họ đang có trong đầu họ muốn mua. Tốt hơn hết là chúng ta có cái bản hướng dẫn cái ngành hàng chúng ta đang bán. Như vậy thì người sẽ rút ngắn thời gian của người tiêu dùng tìm hơn, tiết kiệm thời gian cho họ. Một trong những lỗi mà các chủ cửa hàng thường hay mắc phải đó là hàng hóa không có niêm yết rõ ràng. Khi trưng bày thì chúng ta thường hay ôm đồm, chúng ta trưng nhiều thứ thì người tiêu dùng sẽ rất là khó lựa chọn. Một trong những ví dụ khác đó là cái tủ mát chúng ta chứa các cái loại nước giải khát để ở đây. Tuy nhiên thì các loại nước giải khát mà không có trong tủ mát thì để đằng kia, bia, nước ngọt các kiểu. Như vậy thì nên chăng là chúng ta để các cái loại nước giải khát mát và không mát để gần với nhau, để người tiêu dùng họ cần mát thì chúng ta có, và cần cái loại bình thường không có đông mát thì chúng ta dễ dàng lấy và nhanh hơn rất là nhiều so với việc là từ đây chúng ta phải đi qua bên kia. Một trong những lỗi tiếp theo các cửa hàng thường hay mắc phải đó là khi chúng ta bán hết một cái loại hàng hóa nào đó thì chúng ta hay tràn những hàng hóa đang có sẵn tràn qua để chúng ta lắp chỗ trống. Chúng ta có thể tận dụng chỗ trống lúc đó, tuy nhiên có một cái mối nguy hiểm ở chỗ là ngay cái vị trí mà hàng hóa chúng ta hết, chúng ta thường là nhìn thấy ở đây có sẵn hàng rồi, chúng ta quên đặt cái mặt hàng mà chúng ta vừa mới hết đó. Thì lúc đó khi người tiêu dùng họ đến, họ muốn mua chính cái mặt hàng mà chúng ta vừa hết thì chúng ta lại không có hàng. Như vậy chúng ta dẫn đến mất doanh số.